Đêm ngày, ngày 11 tháng 1 năm 2023, xuất hiện hai clip có hình ảnh không rõ ràng cùng âm thanh tiếng la hét, kèm theo là tin hai sinh viên trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang học tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường quân sự quân khu 7 đã bị xâm hại và nhảy lầu. Lượng được thông tin Việt Tân đã hớt hải phóng ngay lên mạng bài viết, quân đội nhân dân đang có kế hoạch tìm cách nhận chìm vụ hai sinh viên bị bộ đội hiếp dâm tập thể. Sự xuất sáng đó cho thấy, Việt Tân không chút lăn tăn về tính xác thực của thông tin và phớt lờ mọi cảnh báo về những cú lừa cay đắng bởi tin giả trên mạng xã hội. Chưa hết, Việt Tân không chút ngần ngại hạ những ngôn từ đều giả, truyền thông đảng và dư luận viên có công tác lớn, chúng ta chuẩn bị nhận chỉ thị của ban tuyên giáo cùng đồng hành với nhau nhé. Mạng xã hội sẵn sàng nghiên chiến vụ này. Mục đích của Việt Tân là dựng lên câu chuyện ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng quyền lực tiếp tay cho việc bưng bít, đồng thời kích động mạng xã hội tham gia âm mưu bẩn thỉu của họ. Nhưng sự thật là ngay sau khi hai clip và các thông tin liên quan xuất hiện, trường quân sự quân khu 7 đã làm các việc, mời và làm việc với sinh viên đã quay clip, đăng lên mạng. Điều tra sự việc, có công văn gửi ban giám hiệu trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật. Xét về trách nhiệm, trong tình huống này, ứng xử của trường quân sự quân khu 7 là phù hợp. Ứng xử đó đúng thẩm quyền, cung cấp được thông tin, góp phần ngăn chặn một thảm họa truyền thông có nguy cơ xảy ra vì một tin giả trường cũng đồng thời đề nghị công an vào cuộc xác minh việc lan truyền thông tin. Một cuộc họp báo thông tin vụ việc đã được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 12 tháng 1 do trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và trường Quân sự Quân khu Bảy Đồng tổ chức. Tại cuộc họp báo vừa tổ chức, nữ sinh trực tiếp quay clip cho biết cô cảm thấy hối lỗi vì clip bị cắt ép, thông tin không đúng sự thật được lan truyền trên mạng xã hội và đã soạn lại nội dung đính chính. Sự việc tới lúc này là như vậy. Nói cách khác, chẳng có cơ sở nào để cho rằng trường quân sự quân khu 7 ém nhẹm sự việc. Sự suy si diễn, vô khống của Việt Tân khiến nhiều người không thể không nhớ những gì tương tự họ từng làm. Như vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong năm 2021, khi còn chưa có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân tử vong, chính Việt Tân đã kích động, đô chết do bị đại đội trưởng và đồng đội đánh đập dã man. Cũng Việt Tân lưu loa rằng, quân đội đã bao che cho cấp dưới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo bịt lắp truyền thông, ngăn cản người dân tố giác tội ác của Đảng. Quân đội lên mạng xã hội, để rồi sau đó, khi vụ việc được các cơ quan chức năng Việt Nam làm sáng tỏ, việt tân cùng đồng bọn mới lộ ra những âm mưu bẩn thỉu